Sẽ nói về một cái bài so sánh và không nói gì thêm khi chúng ta nhìn qua một phần là Inox 304, một phần là sắt. Chị bạn thấy không? Và khi mà anh khách này về thì cái đây là cái bơm si phong bên duy nha, si phong là CX 90 là dòng si phong, nhưng mà anh khách này sử dụng vào việc bơm nước nên anh khách này làm thêm một cái chụp gác, và anh gửi về anh bảo trì, bên em bảo trì. Thì khi mà gửi về, ý là mà mình thấy được á, là giữa mà sắt và inox nó có sự khác biệt rất là lớn, anh chị thấy không? Là cũng cùng thời gian, và đôi khi á, là sắt vừa hàng với có thời gian ngắn thôi, inox là nằm mấy tháng trời ở dưới nước, là nó cũng vẫn còn sáng trưng. Inox 304 anh chị thấy không? Đây là chất lượng sẽ nói lên kết quả như vậy các bạn. Và đây là dòng CX, và tất cả những phiên bản bên Duy sẽ làm inox 304 nha anh chị. Và tất cả những phiên bản như vậy, thấy không, từ nhỏ tới lớn là inox 304, nên cái việc mà bền chắc và chất lượng là bên Duy hướng đến và để phục vụ cả nhà mình. Xin cảm ơn quý bạn đã luôn đồng hành cùng thủy sản Duy, là một những đơn vị cung ứng về thuốc men và đồ nghề thủy sản nông nghiệp giao toàn quốc miễn ship. Xin chào, hẹn lại, xin cảm ơn rất nhiều.